Kevin, crew seat for landing, thank you. Thưa quý khách, là chúng ta sắp hạ cánh, quý khách lưu ý kiểm tra lại dây an toàn để cài chặt, dựng lưng ghế thẳng đứng, cài bàn ăn phía trước và mở tấm che cửa sổ. Xin cảm ơn. Ladies and gentlemen, we land softly. Please ensure your seatbelt is fastened, your seatbelt is upright, the tray was secure, your seatbelt fastened and window shade open. Thank you. Thưa quý khách, chào mừng quý khách đến thành phố Hồ Chí Minh. Máy bay chúng ta, thưa quý khách vui lòng ngồi xuống và cài chặt dây an toàn. Xin cảm ơn. Vui lòng ngồi yên tại chỗ anh. Vui lòng trở về vị trí và cài dây an toàn. Thưa quý khách, chào mừng quý khách đến thành phố Hồ Chí Minh. Máy bay chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ là 5 giờ 20 phút chiều giờ địa phương với nhiệt độ bên ngoài là 30 độ C. Quý khách vui lòng ngồi yên tại chỗ với dây an toàn được cài chặt cho đến khi máy bay dừng lại hẳn và đèn hiệu cài dây an toàn đã tắt. Một lần nữa, quý khách lưu ý không sử dụng điện thoại di động, máy thu phát sóng FM cho đến khi quý khách rời khỏi máy bay. Quý khách không được mở cửa máy bay khi không có yêu cầu của tiếp viên. Khi mở ngang hành lý, quý khách lưu ý tránh làm rơi và bỏ quên các hành lý bên trong. Thay mặt cho hãng hàng không quốc gia Việt Nam, thành viên Liên minh Hàng không SkyTeam, Cơ trưởng Peter, Tiếp viên trưởng Hồng Thương và Phi hành đoàn, xin chân thành cảm ơn quý khách đã bay cùng hãng hàng không quốc gia Việt Nam và ước mong sẽ được đón tiếp quý khách trên những chuyến bay tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Ladies and gentlemen, welcome to Ho Chi Minh City. We have now arrived at Tân Sơn Nhất International Airport, Ho Chi Minh City. It is now 5:20 p.m. local time.
The outside temperature is 30 degrees Celsius. Please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has come to a complete stop and the fasten belt sign has been turned off. Once again, I will remind you that for safety reasons, the use of mobile phones and receivers is forbidden until this vacation. Your request is not to open the aircraft door without the attendant requirement. When opening the head lockers, please take care to ensure the contents do not fall off. We hope you have enjoyed your flight with us. On behalf of Vietnam Airlines, a member of SkyTeam Alliance, Captain Peter, Chief Officer Hồng Thương, and talk show members, would like to say goodbye to you. We look forward to meeting you again soon. Thank you.